Chào mừng các bạn đã quay trở lại với kênh báo thể thao Trước khi đến với những thông tin quan trọng mà các bạn cùng admin điểm qua bài tin chính trong ngày hôm nay Vấn luyện viên hoàn hảo để MU thay Ten Hag MU đua giành Guinassi ký gấp Batoni Matian từ chối giải MU trong tháng 1 Và còn rất nhiều thông tin khác Sau đây chúng tôi mời các bạn cùng đón xem Vấn luyện viên hoàn hảo để MU thay Ten Hag MU vừa đánh bại Wigan 2-0 ở vòng 3 FA Cup nhưng đó là chiến thắng không mấy ấn tượng của Man United. Họ dứt điểm 33 lần, 14 lần trúng đích nhưng chỉ ghi hai bàn thắng. Trước đó, đội chủ sân Old Trafford đã bị loại ở C1, trở thành cựu vô địch ở cúp Liên đoàn Anh. Tại ngoại hạng Anh, Anh MU đã tụt xuống vị trí thứ 8, kém top 4 đến 9 điểm. Những thành tích không mấy ấn tượng khiến áp lực lên vai Erik ten Hag là rất lớn. Nhà cầm quân người Hà Lan có thể bị sa thải nếu không giúp MU duy trì sự ổn định trong phần còn lại của mùa giải. Mới đây, huyền thoại White đã chọn ra cái tên tốt nhất trong trường hợp ten Hag bị sa thải. Ông nói: "Đúng là MU đang chơi không tốt, sự thay đổi trên băng ghế chỉ đạo có thể xảy ra, MU có thể phải xem xét việc đưa một huyền thoại của câu lạc bộ nên nắm quyền tạm thời nhưng tôi nghĩ Zinedine Zidane là lựa chọn duy nhất mà hội đồng quản trị nên xem xét nghiêm túc vào lúc này hãy nhìn tầm vóc của anh ấy trong trận đấu với những gì anh ấy đạt được ở Real Madrid tôi không thấy bất kỳ lợi ích nào khi bổ nhiệm Wayne Rooney vào vai trò tạm quyền nếu Ten Hag bị sa thải Wayne Rooney không nên được đặt vào vị trí đó đặc biệt là trước tôi Martial từ chối rời MU trong tháng 1 theo tiến độ từ The Anatic, Anthony Martial đã từ chối những động thái tiềm năng đến từ nhiều đội bóng bao gồm cả các câu lạc bộ ở giải bóng đá Ả Rập và có ý định gắn bó với MU cho đến cuối mùa. Bất chấp phải dự bị, tiền đạo người Pháp không muốn ra đi, Man United cũng không có ý định kích hoạt điều khoản gia hạn thêm một năm với hợp đồng của Martial và sẽ cho phép tiền đạo này ra đi với tư cách là cầu thủ tự do. Tuyển thủ Pháp từng ký giao kèo có thời hạn 5 năm vào năm 2019. MU đua giành Guirassy ký gấp Batoni. MU đang phải chạy đua với thời gian để ký hợp đồng với tiền đạo ngôi sao Sehu Guirassy của Stuttgart. Tiền đạo này đã gây ấn tượng ở Bundesliga mùa này, ghi 17 bàn sau 14 trận, giúp đội bóng của anh vươn lên vị trí thứ ba. Sự trở lại ấn tượng đó thu hút sự quan tâm từ Man United, đội đang rất cần quân tiếp viện. Được biết, điều khoản giải phóng hợp đồng sẽ cho phép Guirassy ra đi với mức phí chỉ 15 triệu bảng trong tháng này. Bên cạnh đó, theo giới truyền thông Anh, MU đang liên hệ với Inter có ý định chuyển nhượng trung vệ Bastoni. MU nhắm đến Bastoni cho dự án mới kể từ mùa hè năm 2024 khi Sir Jim Ratcliffe chính thức nắm toàn bộ các quyết định về mặt thể thao của câu lạc bộ. Trong đội ngũ MU hiện nay, ngoại trừ Nicandro Martinez đang chấn thương, các trung vệ còn lại đều không được Erik ten Hag tin tưởng. Bartoni đang có phong độ rất tốt mùa này. Sự đóng góp của anh góp phần giúp Inter là đội bóng có hàng thủ chắc chắn nhất trong năm giải bóng đá hàng đầu châu Âu với chỉ 8 bàn thua ở Serie A. MU dự kiến sẽ chi 60 triệu euro để thuyết phục Inter nhà Bastoni như cách mà quỷ đỏ từng chiêu mộ Andre Onana. Nóng, tiền vệ MU thực hiện cú quay xe cực gắt theo ký giả Fabrizio Romano khẳng định, dù đã đồng ý gia nhập Sevilla trước đó, Hannibal Mejbri hiện đang cân nhắc lại về lựa chọn của mình sau khi nhận được sự quan tâm từ Everton. Ký giả người Ý cho biết, có khả năng Mejbri sẽ gia nhập Everton, cậu ấy đang thảo luận cùng những người đại diện của mình để đưa ra quyết định tốt nhất cho bản thân. Đây là một tình huống khá đặc biệt vì tuần trước sau khi thảo luận với Facebook, Neon và Sevilla, Memory đã quyết định gia nhập Sevilla. Vì vậy, cầu thủ này đã xác định rõ ràng lựa chọn của mình và chuẩn bị thực hiện động thái này phụ thuộc về thời gian đàm phán giữa MU và Sevilla. Về phía cầu thủ, rõ ràng sự lựa chọn của Memory đã là Sevilla, nhưng sau đó, sau vài giờ, Everton đã bước vào cuộc đua và tiếp cận MU cũng như người đại diện của cầu thủ này. Hiển nhiên, việc tiếp tục chơi bóng tại ngoại Anh sẽ có ích hơn đối với Memory nếu anh có mong muốn trở lại và phát triển sự nghiệp ở MU. Bốn cầu thủ sẽ bật bãi khỏi MU sau Van der Beek và Sancho. Việc chia tay các cầu thủ tiếp tục diễn ra ở Old Trafford khi Donny van der Beek rời sân Sancho cặp bến Bundesliga theo dạng cho mượn. Theo tiết lộ của tờ Football Transfer, sự chú ý hiện đang tập trung vào ít nhất 4 cầu thủ nữa sẽ rời MU trong thị trường chuyển nhượng tháng 1 này. Mặc dù có những động thái tiếp theo được dự đoán từ trước, nhưng sự ra đi theo kế hoạch dường như là không đủ để giảm bớt giảm bớt những lo no ngại của câu lạc bộ về mặt công bằng tài chính. Chiến lược của MU vẫn phù hợp với ngân sách hạn chế của họ cho thấy thu nhập chủ yếu đến từ các hợp đồng cho mượn hoặc chuyển nhượng là hợp lý. Trong số những cầu thủ chuẩn bị giải mẫu u ở kỳ chuyển nhượng mùa đông này có những cầu thủ trẻ đầy triển vọng như Hannibal Mevry, Facundo Penici, Dangon và John Hogill. Với Hannibal Mevry, cầu thủ này đang vướng vào cuộc tranh chấp chuyển nhượng giữa Sevilla và Everton với việc câu lạc bộ ngoài hàng Anh đang dẫn đầu cuộc đua để giành chữ ký của tài năng trẻ này. Mặt khác, Facundo Benici được cho là có khả năng chuyển đến PSG ở giải bóng đá Hà Lan theo dạng cho mượn. Đồng thời, anh cũng thu hút được sự quan tâm từ các câu lạc bộ như Flamengo ở Brazil, Vinazera ở Tây Ban Nha và LA Galaxy ở MSI để có một hợp đồng lâu dài. Về mặt tiền đạo trẻ, Johu sắp gia nhập đội bóng Burton Albion của Nick One, trong khi Dangol gần như được liên hệ để chuyển đến Borussia Dortmund trong một động thái gây sốc. Cuộc cải tổ đang diễn ra của MU phản ánh sự cần thiết phải điều chỉnh đội hình, nhưng vẫn có sự chú ý về những động thái này sẽ gây ảnh hưởng như thế nào đến sự công bằng tài chính và hiệu suất của câu lạc bộ trong nửa sau của mùa giải. Casemiro nổ dấu hiệu tăng cân sau quãng thời gian nghỉ vì chấn thương. Cách đây ít ngày, tiền vệ Casemiro trở lại tập luyện cùng MU, cầu thủ Brazil đã phải nghỉ thi đấu từ tháng 10 vì chấn thương đầu gối. Tái xuất sân tập, Casemiro khiến không ít fan MU phải sốc vì vóc dáng của mình. Cầu thủ sinh năm 1992 lộ rõ dấu hiệu tăng cân sau gần 3 tháng rời xa sân cỏ. Thân hình của Casemiro trở nên mập mạp chứ không còn thon gọn như trước. Chắc chắn trước khi nghĩ tới việc trở lại thi đấu, tiền vệ số 18 sẽ cần thời gian để lấy lại thể trạng, trong đó có việc giảm cân. Thực tế, trước khi dính chấn thương, Casemiro đã có dấu hiệu sa sút phong độ từ khi bước vào mùa giải 2023-2024. Do đó, tuyến giữa của MU trở nên không còn chắc chắn. Đây là một trong những lý do khiến Quỷ Đỏ trải qua những kết quả không như ý. Đã xuất hiện những thông tin cho rằng Casemiro đang hối hận khi quyết định gia nhập MU vào mùa hè năm 2022. Lý do là bởi mọi thứ ở Old Trafford tồi tệ hơn so với những gì anh ấy chờ đợi. Tuy nhiên, người trong cuộc vẫn chưa hề lên tiếng về sự việc trên. Hiện tại, Erik ten Hag vẫn coi anh là nhân tố quan trọng trong đội hình của Quỷ Đỏ. Ten Hag lần đầu thừa nhận sai lầm khiến màu u suốt. chia sẻ với tờ The Atlantic một đại diện giấu tên được mô tả có quan hệ rất thân thiết với Ten Hag cho biết thuyền trưởng màu U bắt đầu cảm thấy sai lầm với những tân binh mà ông chưa mộ về Old Trafford. Erik Ten Hag đã đánh giá sai chất lượng của những tân binh mà ông ấy đem về khi so với những phẩm chất cần thiết để chơi bóng ở ngoài hàng Anh. Tôi đánh giá ông ấy rất tốt với tư cách là một huấn luyện viên nhưng nếu ông ấy có một giám đốc thể thao giàu kinh nghiệm bên cạnh như Mark Overmars ở Ajax, mọi chuyện có lẽ đã khác. Man City có Pep Guardiola và Tiki Benjamin, còn ở MU họ có Eric và Ai. Theo người đại diện nói trên, chính những bản hợp đồng mà Ten Hag đem về đội lại đang cản trở sự tiến bộ của MU. Vào mùa hè vừa qua, Quỷ Đỏ đã mang về những Rabut Hoynun, Andre Onana và Mason Mount, trong khi Sofian Amrabat được mượn từ Fiorentina. Tuy nhiên, những tân binh này lại chưa thể nâng Quỷ Đỏ lên một tầm cao mới. Ở trường hợp gây tranh cãi nhất phải được kể đến Antony, cầu thủ người Brazil được đưa về từ Ajax với mức giá 85 triệu bảng nhưng định giá thực chỉ có 25 triệu bảng. Ở mùa giải này, Anthony được trao cơ hội ra sân 21 lần trên mọi đấu trường, nhưng đóng góp của anh ấy cho MU chỉ là con số 0. Theo cựu danh thủ Rio Ferdinand, việc Anthony thi đấu một màu chỉ biết dây bóng, cố đưa bóng sang chân thuận rồi sút hoặc chuyển về, đang báo hại chính người đồng đội Hoi luôn bị đói bóng trong vòng cấm. Hệ quả cầu thủ người Đan Mạch phải mất 15 vòng đấu mới có bàn thắng đầu tiên ở ngoài hạng Anh. Chiến lược chuyển nhượng của MU đã được chuyển tiếp cho Ineo. Vào đêm Giáng sinh, Man United đã thông báo rằng họ đã đạt được thỏa thuận với chủ tịch Ineo về một giao kèo để chuyển nhượng 25% cổ phần. Tuy nhiên, thương vụ vẫn chưa được hoàn tất đầy đủ do cần có một số sự chấp thuận theo quy định bao gồm cả từ ngoại ngành. Với kỳ chuyển nhượng mùa đông đang diễn ra, Man United vẫn chưa thực hiện bất kỳ sự bổ sung mới nào. Điều này đặt ra câu hỏi ai là người đưa ra quyết định về mua bán. Theo nhà báo Diamond tiết lộ rằng trong bất kỳ thương vụ chuyển nhượng nào xảy ra, Ineo có quyền quyết định mặc dù việc tiếp quản vẫn chưa được phê chuẩn chính thức. Phóng viên của Kai Sport cho biết thêm rằng khi hai bên ký thỏa thuận đó, INEO đã được cho quyền. Vì vậy, cần qua tay INEO với bất kỳ loại quyết định nào được đưa ra, mặc dù thỏa thuận chưa được phê chuẩn chính thức. Họ sẽ phải được thông báo về bất kỳ thỏa thuận nào được xảy ra. Tôi được biết rằng khi họ ký thỏa thuận, mặc dù như tôi đã nói, nó chưa được phê chuẩn, tiến được chuyển nhượng đã được chuyển tiếp cho họ. Vì vậy, họ sẽ có tiếng nói về những gì diễn ra trong kỳ chuyển nhượng tháng 1 này. Cảm ơn các bạn đã theo dõi hết video này. Nếu quý vị và các bạn yêu thích, hãy ủng hộ mình một like, nhấn và đăng ký kênh. Và đừng quên ấn vào chuông thông báo ngay bên cạnh để không bỏ lỡ bất kỳ video nào mà chúng tôi lên sóng. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!